Thông tư mới gồm 4 chương, 40 điều có nhiều điểm mới đáng chú ý, trong đó đặc biệt quan tâm đến quy định về biển số định danh. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên báo Quân đội Nhân dân đã trao đổi với Đại tá Nguyễn Quang Nhật, trưởng phòng hướng dẫn, tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an. Phóng viên, PV, biển số định danh là thuật ngữ mới và người dân chưa rõ ràng về nó. Đồng chí có thể cho biết cụ thể hơn về biển số định danh. Đại tá Nguyễn Quang Nhật, biển số định danh là biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe. Với công dân Việt Nam, biển số xe sẽ được quản lý theo số định danh cá nhân, còn với người nước ngoài thì sẽ theo số định danh của người nước ngoài do hệ thống định danh và xác thực điện tử cung cấp. Các cơ quan, tổ chức sẽ có biển số xe quản lý theo mã số thuế hoặc mã định danh điện tử. Cấp biển số định danh là việc làm cần thiết để tiến tới việc cấp đăng ký xe điện tử, giúp tích hợp với ứng dụng định danh điện tử VNS, đồng thời giảm thời gian, chi phí đi lại và bảo đảm thông tin chính xác. Việc cấp biển số định danh cũng giúp cơ quan quản lý nhà nước tổ chức quản lý chặt chẽ, nhanh chóng và chính xác. Thông tư số 24/2023 TTBCA về quy trình cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới không có sự thay đổi so với hiện nay. Biển số vẫn được cấp theo quy trình bấm biển như hiện nay, chỉ khác về cách quản lý cơ sở dữ liệu của phương tiện. Theo thông tư này, biển số xe sẽ được cấp theo mã định danh của chủ xe. Đối với công dân Việt Nam, biển số xe sẽ được quản lý theo số định danh cá nhân. Đối với người nước ngoài, biển số xe sẽ được quản lý theo số định danh của người nước ngoài do hệ thống định danh và xác thực điện tử cung cấp. Cơ quan, tổ chức sẽ có biển số xe quản lý theo mã số thuế hoặc mã định danh điện tử. Khi chủ xe bán xe, họ phải giữ lại biển số và đăng ký, nộp cho cơ quan công an. Khi mua xe mới, công an sẽ cấp lại biển số cũ đã gắn cho chiếc xe cũ và chỉ làm giấy tờ đăng ký xe mới với số khung, số máy của chiếc xe mới. Còn chủ sở hữu và biển số xe đã cố định không thay đổi. Trường hợp quá thời hạn 5 năm sau khi bán xe mà không mua xe mới, cơ quan chức năng sẽ thu hồi số biển số định danh và đưa vào kho số. Chủ xe chuyển trụ sở, nơi cư trú từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương này sang nơi khác được giữ lại biển số định danh đó, không phải đổi biển. Với việc áp dụng cấp biển số xe theo mã định danh, thủ tục mua bán, chuyển nhượng, thừa kế, cho tặng xe sẽ được thực hiện như trước, không có sự thay đổi đáng kể.